mâu thuẫn trong cuộc sống, chồng đâm vợ tử vong lúc nửa đêm. Ngày 14 tháng 3, tin từ công an xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà NTL bị chồng là Võ Văn Nghĩa đâm nhiều nhát tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 13 tháng 3, bà L, sinh năm 1969, trú xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, xảy ra cãi vã với chồng là Võ Văn Nghĩa, sinh năm 1965. Trong lúc không kiểm soát được cơn giận, ông Nghĩa đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Biết vợ đã chết, ông Nghĩa đến công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sự việc đau lòng trên đang được công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.